Cũng như nhiều quốc gia khác thì tại Việt Nam, người khuyết tật là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Nhiều người khuyết tật có thể không tiếp cận được các thông tin cập nhật về virus và có cách tự bảo vệ bản thân hoặc thông qua các hình thức có thể tiếp cận được. Trong khi đó thì nhiều người khuyết tật lại mất việc hoặc là mất thu nhập, bị giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Trước khi có dịch bệnh COVID-19, Nguyễn Như Quỳnh làm phục vụ cho một salon tóc. Không chỉ chăm lo được cho cuộc sống của mình, Quỳnh cũng đủ để chăm lo cho gia đình và các em. Dịch bệnh đến, cũng như nhiều người khác, Quỳnh phải nghỉ việc ở nhà. Giờ đây khi dịch bệnh tạm bị đẩy lùi, Quỳnh lại bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn mới. Dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, công việc của tôi. Tôi phải ở nhà và không thể duy trì cuộc sống hay chăm lo cho gia đình. Đại dịch tạm đi qua, chúng tôi lại phải đối mặt với những khó khăn mà chúng tôi đã gặp trước đó. Khi đi làm, người điếc thường làm những công việc đơn giản với mức lương rất thấp hoặc thậm chí không có lương. Tôi muốn tìm kiếm những cơ hội việc làm mới để có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình và bản thân. Cũng như chị Quỳnh, nhiều người khuyết tật cho biết việc quay trở lại với cuộc sống bình thường trong giai đoạn hiện nay là điều không hề dễ dàng. Quay trở lại cuộc sống bình thường thì nghĩa là nhiều bạn thì đã mất việc, bây giờ bắt đầu quay trở lại đi tìm việc mới. Là một, thứ hai nghĩa là thực ra nó đã quay trở lại bình thường nhưng nó vẫn là giai đoạn đầu ấy, nó vẫn có nhiều hoạt động, nó vẫn chưa được phát triển, nghĩa là bây giờ cũng phải cần thời gian tìm việc, nó cũng phải kéo dài đến 5-6 tháng. Kết quả báo cáo đánh giá nhanh sự hòa nhập của người khuyết tật trong ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa công bố cho thấy, cùng với việc thất nghiệp, giảm giờ làm hay bị cắt giảm lương, có tới 71% người khuyết tật đang làm việc là các công việc mùa vụ, không chính thức hoặc đang kinh doanh trong khu vực không chính thức, có nguy cơ không thuộc nhóm được nhận hỗ trợ từ gói phúc lợi xã hội của chính phủ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất hiện nay là hỗ trợ khẩn cấp đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người khuyết tật, giúp họ đảm bảo được nguồn tài chính cũng như cuộc sống tối thiểu hàng ngày của họ và gia đình, đồng thời giúp họ thêm các kỹ năng tìm kiếm cơ hội việc làm mới trong thời đại công nghệ 4.0, bao gồm việc làm tại nhà và các hình thức kinh doanh trực tuyến mới. Điều này không chỉ giúp cộng đồng người khuyết tật được an toàn, mà còn có thể xây dựng cho họ một nền tảng, một môi trường làm việc phù hợp hơn với xã hội hiện nay. Đại dịch COVID-19 có tác động khác nhau đến nhiều nhóm đối tượng, nhưng đối với người khuyết tật, những thách thức mà họ phải đối mặt sẽ càng lớn hơn trong việc tiếp cận với những dịch vụ y tế và xã hội cơ bản hay duy trì việc làm. Vì vậy, hơn ai hết, đây sẽ là nhóm đối tượng cần nhiều hơn nữa các biện pháp ứng phó và phục hồi sau COVID-19.